Cựu ngoại binh V-League gặp tai nạn, lận đận làm thợ hồ, dạy đá bóng kiếm sống ở Việt Nam. Một tin mà giới bóng đá ở V-League nói chung và cộng đồng cầu thủ ngoại binh ở Việt Nam nói riêng chẳng ai mong muốn lại xảy ra. Tasmala Kanbaga, cựu tiền đạo của câu lạc bộ Gạch Đồng Tâm Long An, nay là câu lạc bộ Long An, gặp tai nạn vào tối ngày 15 tháng 11. Hiện anh đang được cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng khá phức tạp. Trên Facebook của mình, nhà môi giới ngoại binh ở V-League là ông Nguyễn Minh Châu đã kêu gọi về sự giúp đỡ đến từ những đồng đội cũ của Tasmala. Có thể thông qua cựu tiền vệ Phan Văn Tài em, hai câu lạc bộ Long An, các cầu thủ hay người hâm mộ có thể chung tay giúp đỡ cựu cầu thủ người Congo này. Được biết, viện phí mà khoa hồi sức cấp cứu khu D, bệnh viện Chợ Rẫy thông báo cho người thân của Tasmala là 70 triệu đồng. Con số này đến nay cựu cầu thủ hay người nhà của anh cũng chẳng dễ dàng để xoay sở ngay lập tức. Trước đó, vào tối ngày 15 tháng 11, trên đường đi làm về, Tasmala bị kẻ xấu giật túi sách. Theo quán tính, anh tăng ga xe máy đuổi theo. Ngờ đâu, túi sách thì không lấy lại được. Tasmala còn gặp tai nạn khi tông vào cột điện, dẫn đến chấn thương nghiêm trọng và đi cấp cứu như thông báo kể trên. Tasmala đổ quân cho Long An vào năm 2004, nhưng chỉ một năm sau, anh được câu lạc bộ Quảng Nam mượn chơi tại giải hạng nhất. Tasmala sau đó trở lại Long An sau một năm biệt phái, rồi gắn bó đến 6 mùa giải với đội bóng của ông bầu Võ Quốc Thắng. Trong thời gian thanh xuân, Tasmala là một trong những ngoại binh đáng xem nhất của V-League. Anh đã giành một chức vô địch V-League vào năm 2006 và hai ngôi Á quân V-League vào các năm 2007-2008. Tuy nhiên, những chấn thương đã khiến Tasmala không còn giữ được phong độ đỉnh cao. Năm 2012, Long An quyết định nói lời chia tay với ngoại binh này. Tasmala đã thử sức ở nhiều đội bóng khác, nhưng anh đã không tìm được chỗ đứng. Trong sự thất vọng tột cùng, tiền đạo người Congo nhận được cuộc gọi từ một người quen rủ sang Lào chơi bóng cho câu lạc bộ Champasak. Sau này kể lại, Tasmala nói rằng đó thực sự là quãng thời gian đáng quên với anh. Đoàn Hoàng Sơn, người kéo Tasmala trở lại Việt Nam, chính là người hiểu hơn ai hết về đồng nghiệp một thời gắn bó này. Tôi biết Tasmala từ lâu, nhưng thật tình chẳng ngờ cậu ấy lại khổ đến vậy. Tasmala bị nợ lương, tiền ăn trong vòng 7 đến 8 tháng. Tôi quyết định kéo cậu ấy về Việt Nam và tìm cho cậu ấy một công việc. Đó là lý do Tasmala đang làm việc cho Trung tâm Đào tạo Trẻ SNA Academy của chúng tôi. Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam Đoàn Hoàng Sơn chia sẻ. Ở Việt Nam, ngoài tiền đạo Đặng Amobi đang dạy bóng đá ở các lớp cộng đồng, Tasmala là thầy giáo bóng đá nước ngoài hiếm hoi, nhận được sự tin cậy. Khi được hỏi, huấn luyện viên Đoàn Hoàng Sơn khẳng định, Tasmala là người nói được tiếng Việt rất tốt, đáp ứng được mặt ngôn ngữ cơ bản, cậu ấy còn cầu thị và chịu khó. Quan trọng hơn, Tasmala dành tất cả tâm huyết cho học trò. Đó là điều không phải huấn luyện viên nào cũng có được, dù rằng kỹ năng sư phạm của Tasmala có phần hạn chế. Cái tên Tasmala không còn xa lạ với các sân phủi dành cho các lão tướng. Sự vui vẻ và dễ gần giúp cho anh nhận được sự yêu mến của nhiều người. Anh cùng với người thân sống ở Bến Lức của Long An. Quãng đường phải chạy xe máy từ chỗ ở lên thành phố Hồ Chí Minh không hề gần, nhưng Tasmala điều đó chẳng có gì to tát cả. Quan trọng là tôi có một công việc ưa thích và được nhiều người hỗ trợ. Cuộc sống ở Việt Nam với tôi đã rất tuyệt và chẳng có lý do gì để tôi trở về Congo cả. Tasmala từng dạy bày như thế. 4 năm trước, phóng viên Đức Nguyễn của Bóng Đá Plus có liên hệ với Tasmala. Cuộc gọi vừa rung chuông, Tasmala bốc máy liền tay. Chưa kịp hỏi han, anh đã lên tiếng: Tasmala đang bận trộn hồ, cất nhà cho bà chị chút, có gì xíu nữa liên hệ lại nha người anh em. Đợi mãi, cuối cùng Tasmala cũng gọi lại. Anh nói một hơi không ngớt: có gì thông cảm cho Tasmala, bận lo giúp bà chị cất nhà quá nên không có nhiều thời gian. Mấy nay do dịch Covid-19 nên Tasmala chỉ đi dạy vào thứ bảy và chủ nhật, còn lại ở dưới quê. Có gì lên Sài Gòn gọi cà phê hoặc lai dai vài chai bia cũng được. Thực ra người viết đã biết anh chàng cung cô này gõ đầu trẻ đã lâu, nhưng không ngờ anh lại còn sắm luôn vai thợ hồ. Mà theo như Tasmala tiết lộ, dịch thế này đói lắm, nghề gì cũng làm, ai kêu gì làm đó. Lâu lắm rồi, phóng viên Đức Nguyễn thực sự ngạc nhiên với vốn tiếng Việt có thể luyến láy, nói cả tiếng lóng của Tasmala. Lại nhớ vào năm 2011, trong một giải đấu giao hữu tại Gia Lai, nửa đêm, Tasmala rủ người viết và đám bạn đi hát karaoke. Dù đã cà phê, nói bao chuyện trên trời dưới biển, nhưng người viết vẫn phải giận mình khi nghe Tasmala hát. Đó là bài hát Ước Gì của Mỹ Tâm, được anh thể hiện rất ngọt, chỉn chu từng nốt. Chính nhờ vốn tiếng Việt ấy mà cựu tiền đạo của Long An nhận được nhiều sự thiện cảm từ hàng xóm
đang sinh sống tại Bến Lức. Và có lẽ đó cũng là lý do, là động lực để Tasmala nỗ lực ở Việt Nam tìm kế sinh nhai. Bực nhất là con sâu làm dầu nồi canh, kẻ xấu đã khiến Tasmala phải nhập viện cấp cứu với tình trạng khó khăn hiện tại. Đến đây, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, lắng nghe một câu chuyện nói về Tasmala. Xin cảm ơn mọi người, nếu mọi người cảm thấy hay, hãy nhấn like, share và subscribe kênh YouTube Hoàng Chí Công nhé. Cảm ơn mọi người, xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những chương trình kế tiếp.